xin một cái màu vàng. À màu đỏ chứ, màu đỏ mới đúng là màu áo. Đúng rồi. Ui màu áo GR. Violin. Ui 93. Rồi. Điềm điềm điềm. Mà thôi quái này đéo cần che đúng không anh em? Đéo cần che nữa. Mở. Chắc chắn cậu 8 ngon. Ui Pele. Điên ra. Nào. 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 Này, mấy hôm mà không vào kèo cho nó xong hôm nay mở thủ môn chắc nó giận mình lắm ấy nhỉ. Quá nhiều y rồi. Đờ kia Belotti ba ông y luôn. Ui mẹ sớm ao đi ni xịn nhỏ tỷ 8. Ui phải lìn Suarez mẹ UCL chạy đây ạ. À. Mày ra kia mày chơi một mình đi. Tameri ba y rồi ngon rồi sớm ao đi ni. Ôi cái gì đây, con này là con gì? Gnabry lại vẫn y nên này là y dài ạ. À. Tameri Baresi. Này Icon có là vần y không các ông nhở? Icon à? Được, để tôi nghĩ cho nào. Icon vần y. Không phải. Rồi. Khi đeo phải nói nhiều chắc chắn của này là Petty anh em ơi. Sớm mời. Ui Đen Điên Rơ 109 lũ tiền. Lũ tiền. Sao này ngon thế này được. 12 tỷ. Trời ơi. Càng ngày càng binh này. Đúng là hôm trước tôi không vào kèo nó. Đúng là may mắn cho nó à. Nào Teo Tét ơn. Này còn mở thêm con binh nữa để chất lượng nhở. Con vần y nữa xem nào. Macroy. Trời ơi Macroy 101 100 mà. Sao này ngon thế này. Tí 8 nữa rồi. Phải lên ngon nhở. Mẹ gói on ra 100. Quái lìn ạ. À. Ngon thế này được. Tới thời chưa? Nó cứ bảo bao giờ mới tới thời của nó. Đấy, tới chưa? Rồi ơi! Sao lại thế này được? Robertson! Ui, bú ngay 333 triệu nữa. Ngon thế. Quái lìn ạ. À. Lời nguyền đã bị hóa giải. Tới đỏ mà anh em vẫn đỏ luôn anh em ạ. À. Không thể tin được. Trời ơi. Nào. Ui thủ môn rồi. Cu toa. Cu toi. Cu toi. Vừa được con Harry Kane mà xài nó luôn đi. Xong bây giờ mua con 98. 97 là cũng full rồi. Ok. Đập cho nó. Rồi. Ok. Đây gói này, gói này, gói này, gói này, gói này. Gói này, đấy. Ơ, top 20 nó mở đúng không? Ui. Ui, à, 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 à. Có quen được cơ, có quen không? Sao lại 4 tỷ sau hết này. Trời ơi tới thời chưa. Mẹ. Sao lại thế này. Ui đúng là có Sir Maldini thì phải có Maldini. Đấy nó cứ ngồi nó khóc suốt ngày thì mà. Anh ơi bao giờ mới tới thời em. Em cầm kẻ mở lẻ xì suốt thế này thì... Đấy tới thời chưa. Rồi đó, tới thời nó không đỡ được luôn. Số 11 Timo Werner rồi. Timo Werner bao nhiêu? 2 tỷ 7 à? Rồi. Vậy vậy à? Messi gọi 5 tỷ. Không sao. Mở. Piu 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 piu. Benzema. Benzema chỉ số bao nhiêu? Trời ơi, sao lại 103 thế này được? 97 luôn.
vãi lìn luôn ạ. Tới thời đấy em ơi. Men dâm. Thôi quái này đéo cần che đúng không anh em? Đéo cần che nữa. Mở. Chắc chắn cậu tám ngon. Úi Pele. Đi ra. Nào. 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 Để chát với nó tiếp. Mẹ mày. Trời nói được. Mẹ mày. Đỏ vãi lìn. Trời ơi sao lại ngon này được. Mà tới thời thật rồi. Kinh vãi lìn rồi con đéo nó cũng mình này. Kinh khủng luôn. Má đỏ thế mày. Má viên ra cục 8. Trời ơi binh này được. Trời sao bao trong bao nhiêu con mẹ chỉ số 87 cho ra đúng con Việt ai được nhở. Mẹ chỉ số NHD mẹ giá cao đấy 35 tỷ. Đéo tin được. Lỗ tên. Trời ơi. Gì đây gò rò 27 Argentina Patre 07 đó trời ơi. Này cái tỷ 6 nữa. Vãi lên luôn ạ. Cái gì này? Patre GR cái bản ngon nhất rồi. Thôi mốt em gửi kèo em méo coi nữa. Có cần nháo nhỉ? Đỏ cần đéo nháo luôn cơ. Không cần phải nháo. Cái tới thời rồi mà. Cần đéo phải nháo. Eusebio. Ui Rimando. Má tưởng LC thì ngon vai luôn, 190 tỷ nữa. Vẫn được mà. Má lìn. Trời ơi. Vẫn được mà, vẫn được, top 30 thế này là ngon rồi. Day 2. Rồi anh cùng dự đoán xem kèo đầu tiên trong tối ngày hôm nay là gì. Mở. Icon số 14 và phát đầu tiên chúng ta đã có phát súng của Johan Cruyff. Ôi thật bất ngờ với kèo ngày hôm nay. 21 tỷ từ gói ơn. Không thể tin được. Vạn sự khởi đầu nan. Nào cho xin một con cầu thủ xịn so lướt. Mở. Nạn cái đi cao người nên nạn trong lần này. Nào nào, let's go baby. Đờ viên NHD. NHD 81, ui cũng dính đờ viên NHD này, TT 82. Tất nhiên là ngon nhất là GR, bây giờ xin một cái màu vàng. Xin một cái màu vàng. À màu đỏ chứ, màu đỏ mới đúng là màu áo. Đúng rồi. Ui màu áo GR. Vai lên. Ui 93. Rồi. Điềm điềm điềm. Mà ui. Nhưng mà không sao. Nói chung là 93 cộng 7 chất lượng lắm rồi ấy. Ui. Điều có phải là điềm cho Man U chiến thắng trong ngày hôm nay. Ui à, quả này cũng bay rồi anh em ơi. Đồ ghia 7 tỷ. Mở. Cộng 8 thì ảo quá. Cái gì đây? Ý Cú Trôn. Vậy liền Cú Trôn à. Toàn cầu thủ em u thôi. Số 5. Ai đây? Hakimi. 640 triệu à? Được không? Cũng ổn đúng không? Ruben Dias, Tameri. Nói chung kèo này thu về 700. Ở tầm 800 triệu. Đấy rồi. Số 19 tuyển Pháp. Yuri Becic. À đâu. Tôi đang quen mồn kiểu Yuri Becic trẻ quen rồi. Mở. Kevin à.
Kevin 94 rồi. Ok. Ôi 900, chưa được 1 tỷ nhỉ. Ok, cảm ơn Luân nhá. Tiếp nào, tiếp nào, tiếp nào. Chelsea thì cũng 3-1 cho Man U. Đéo nói nhiều. Đá chưa, đá chưa. Số 4 à, Vincent Kompany à, đéo phải. Fabinho, Gabriel. Mặt ông này ngắn thế. Làm con hot nào. Ui phép tin năng. Ngon thế này được. 90 phút chấm TV tôi vào rồi hóng nữa chứ. 3 tỷ 1. Ngon thế này được. Rồi. Ui con Expo. Ui ngày xưa thời thời sinh nhật FIFA năm ngoái tôi ao ước có một con Crespo này đấy. Mở. Số 23. Ui lại Mule rồi. Mule có 2 tỷ 2 thôi. Ui Mule trong dàn này là hơi phò đấy. Cúp FA nói chung là cái cúp là cũng lụm là cũng cá ngon rồi. Rồi. Mở ra hàng Chelsea để Man U win nào. Còn mở ra hàng Man U là Chelsea win. Đấy, chơi phải thế này nó mới xanh chín. Mở. Số 10. Ui Liker. Ui Liker chỉ số ngon. 108.9 tỷ 4. Rồi ok. Liker may quá. Ui mẹ quả đấy tôi cứ tưởng đây cái thiết kéo ra cắt đi bỏ bà vẽ rồi. Rồi nói chung là lượt này mở icon quá ngon. Được 21 tỷ rồi. Bây giờ làm sao được khoảng tầm 20 tỷ là siêu ngon luôn. Rock 3 đi. Mở. Ui quá bình nhận double coin luôn 21 tỷ. Trời ơi sao này nó lại kinh khủng như thế này được. Phải cả lì là riêng icon 21 với lại 8 là 50 tỷ tiền icon rồi. David De Gea 7 tỷ nữa. Ui cái gì đỏ thế em. Đỏ này ai đụ lại đây.